mới chuyển nhà nè các bạn ơi. Mới chuyển nhà qua thành phố Duty World nè. Giờ mình cho bạn vô thăm nhà mới mua mấy ngàn đô. Phải không? Đấy, cái đến cánh cửa mà cũng không cho mình vô nữa mà. Đấy, bạn thấy cái nhà không? Microwave, tủ lạnh. Cái trên bàn có chai bia và một cái bàn chải đánh răng. Đánh cho cái mấy con voi vậy. Cái đồ sáng thôi vậy. Đây là cái microwave, dĩa, cái thứ mới mua nên nó chưa bỏ gì vô tủ lạnh hay là trang trí nhà cửa vậy các bạn. Mới mua được cái tivi hai cái loa khá là siêu to khổng lồ. Trò cây đến giờ ấy 11:15 bạn. Đây là quà người yêu cũ hôm qua để lại, cái món quà cuối cùng ấn tượng nhất là cái nhà vệ sinh nè, mở cửa hoài rồi đấy. Thấy chưa, đây là cái bồn cầu. Đây là một cái gương với cái vòi nước xả ra nhìn giống như mấy con cái. Mở ra thấy cô Tết là thấy bà luôn. Mình sẽ sáng bạn ăn sáng lúc 11 giờ nóng cái pizza hôm qua lại hôm qua bạn. Rồi ok. Tiếp theo là mình sẽ lấy cái bàn chải đánh dôi ra, mình đánh cho chiếc xe của mình bạn. Đây, đánh vô mình sẽ quét tuyết ra. Bên đây nó tuyết rồi mà Việt Nam chưa tuyết bạn, vẫn giữ tinh thần à, tâm lý là tuyết nha bạn. Lên xe. Vô. Tính ra là ta chưa lái luôn á. Giờ lên xe lái được không? Không luôn hả? Buy a can of gas. What the hell man. Để bố mày đi bộ là thế nào hả? Cây cú thế. Tới cái thành phố Đông Tao rồi nè các bạn. Nhưng mà mình vẫn chưa thấy cái gọi là cái chỗ để lấy xăng. Ê anh ơi, cho em hết xăng anh ơi. Với lại cho em xin miếng xăng nha, chứ giờ em đi bộ nãy giờ rụng trứng rồi. Vô. Nhà này em vô em coi có gas canh xăng không nha. Cái này ghê quá bạn, khóa cửa hết rồi. Ui, lên xe được bạn ơi. Giờ mình không cướp xe đâu nha ba, tại đẻo rồi đó, nó không phá cửa lại thôi bạn ơi. Mình sẽ dạo vòng thành phố bạn ơi. Mình phát hiện ra một điều á là mấy thanh niên trong thành phố này đi đâu hết rồi bạn ơi. Ở trong nhà nó sưởi ấm rồi bạn. Giờ mình đi đâu để mình mua cái can xăng đây? What the hell? Ơi xe đẹp quá em ơi. Stop. Từ từ, cái gì cũng phải từ từ thôi. Chưa được không? Tao ăn trộm nha, tao chỉ mượn xe nhẹ cá thôi. Xe nhanh mọi người. Sao hô nè các bạn. Ôi hình như là nó vô thành phố luôn rồi các bạn. Ở gì đi trước đầu xe ta vậy hả? Rồi thanh niên. Rồi mấy thanh niên đi cứ đi trước đầu xe vậy đó các bạn. Là sao? Mình đang kiếm cái gọi là cái tiệm canh xăng. Đây là cái quán bar rồi nói chi nữa. Đây là cái supermarket. Biết có canh xăng không? Vô hỏi thử bạn ơi. Đậu xe là các bạn phải đi đường này, bạn đậu cho lẹ bạn ơi. Các bạn sẽ đi lên chiếc xe này. Đây là check nha các bạn. Đi đường vô đâu? Siêu thị thiết kế gì vô lý vậy? Phải cho xin cái đường vô cái bay ơi. Đây đúng không? Có siêu thị như hạch vậy? Cửa tự động. Ghê. Cho rút lại câu nãy. Là siêu thị chả có quái gì luôn. Đồ nhau hả? Ôi. Vô đây làm Racing Boy là được rồi các bạn ơi. Rồi mấy ai vô mua đi, tao tính tiền cho. Có khách. Để em tới, em lấy này cho anh. Chắc anh mua cũng nhiều nên em lấy xe này cho anh nè. Đây, em tới nè. Đó, lên. Anh vô mua mắt kiến sao anh ngầu dữ anh. Anh ơi, lên xe anh ơi. Không chê em nghèo thì lên xe em đều. Anh ơi. Anh gì kỳ vậy anh? Anh gì vô lý vậy anh? Ui dồi. Anh bổ láo, anh tán em trước nha anh. Mày. Ê, nhìn gì không? Nhìn. Bớt nhìn lại nha. Thấy mày nhìn á. Đứng lên. Thôi em đi đây, quăng chết bà em anh nè. Ông xe này là của em nha. Ôi. Anh á. Ôi ôi. Gì mà láo vậy anh? Ôi ôi, ăn vạ kìa các bạn. Ôi, ăn vạ. Đâu rồi? Ăn vạ nữa không anh ơi? Chắc không đâu nha. Đây là một cái công viên đó. Nhưng mà chạy nãy giờ không thấy cái canh xăng đâu nha. Bật nha. Cá bật hay là một cái green shop. Green shop gì để lên đây ba. Hay là bạn có coi series test súng của mình bên kia không nhỉ? Đây để mình vô thử bạn ha. Mình vô thử rồi. 300 đô. Đù. Tiền đâu ra giờ anh? Tiền em đâu ra em mua ra? Anh có tiền không cho em cướp coi. Một chủ quán trong đây xịn quá bạn. Quán trong đây bố láo quá trời, không chết luôn. Cái gì vậy? Đi diễu hành hả? Đi cả đoàn vậy, trên đó có gì? Có Bigfoot hả? Ôi, không cố ý nữa nha. Không cố ý nhưng cố tình á.
không biết mình đang đâu. Úi, lên đường đi lên đường. Bây giờ đi vòng vòng có 5 đô rồi các bạn, không biết tìm việc gì để làm. Có thể là mình sẽ vô tiệm pizza thử nha các bạn. Đậu xe là phải chất. Ê, từ từ. Mấy ngày này thích ăn vạ thế nào ta? Ôi, gì ba? Ê, ui. Cái gì đây? Ui dồi ôi, 21 đô rớt tiền luôn. Em lụm xin, em xin nha. Phải anh ơi, cho em ăn cái pizza. Đây, soạn sẵn cho em luôn hả? Sao xin, ui. Ủa gì sao té vậy? Tưởng nó ăn vạ nữa nha. Chết. Rớt tiền là phải lụm. Này, ui nó đánh nhau kìa. Ôi rồi, mấy anh em đây bố lá hơn bên kia luôn các bạn ơi. Lấy bi ra bắn hả? Mày hả mày? Mày tuyệt kêu lấy bi ra bắn, bắn chết luôn nè các bạn. À, mày láo. Ôi trời, đánh mình còn có 11% hả các bạn ơi. Chết trời. Mày đứng lên rồi. Tao qua shop đồ. Coi có cái chi. Ý tao chi. Xe tao. Bớt lại. Đây không có tiền. Thanh niên đây không có tiền mọi người. Stay here. Ở đó đi. Còn này chết luôn rồi. Nói cái mấy này nó nghe liền luôn mà nó đứng luôn các bạn. Rồi ta đi trước đây. Phải chờ nó tuyết dậy, lạnh vậy là các bạn phải chơi bóng mọi người. Đây. Rồi, công nhận này ném dở thiệt. Bạn nhìn cái rổ nè các bạn. Nó cao chắc khoảng 2-3 mét, cao mấy cái đầu luôn các bạn ơi. Sao ném? Phải, em vô. Ui. Mẹ. Nó cay kìa. Đấy, vô nha. Sau qua cái tàu hua các bạn. Tàu hua là cái tòa thị chính. Cũng khá là giống bên kia nhưng mà bên đây không có gì hết. Đâu, cái văn phòng nè các bạn ơi. Đây là mấy này nó có thể đi ra đây được từ đấy nha. Money. Không có tiền các bạn ơi. Chỉ có tiền xài các bạn. Chết rồi. Tiền nó rơi dưới đó thôi chứ mình không cố ý để mình nhặt ra các bạn. Ê, ông chủ quay lại nè, ông chủ. Kêu đủ tiền mua này. Ông chủ không bán đạn sao mà bắn ông chủ. Được, hay lắm ông chủ. Bán cái khẩu súng là thấy ưa liền. Đây là sao có thể đạp lên đầu bạn gì được chứ hả? Oh shit, sao có đi một hàng vậy, tự bắn rất là phê. Đây là một vụ thảm sát trên con đồi tuyết. Cái gì? Mày láo gì luôn hả? Đứng lên. Phải chết bà, hết đạn. Kìa các bạn, chỉ có một mạng để các bạn có thể là quậy banh chành cái thành phố này. Mà làm sao mình có thể tìm ra cái gas can để mình khởi động cái này ra. Phải vô quán bar xíu chứ. Cái gì cũng phải từ từ. Mình phải vô quán bar mình coi nó hơi sao quá đã. Dựng xe vậy rồi sao xuống. Dusty B 10 đô. Cuộc sống mà có 5 đô thôi các bạn, không thể hưởng thụ được rồi các bạn ơi. Thôi đi tìm cái can xăng thôi các bạn. Can xăng không biết nhiêu đô, cậu cho 5, đủ 5 đô để mua được cái can xăng các bạn ơi. Ok, đúng rồi. Thấy một can xăng rồi nha các bạn. Ê, no. lớn này kìa. Nó là ngon nha các bạn. Không có ý đâu, nó lại mất lái nữa, nó tung vô nhà mày đó. Ôi, mất lái. Đây là cái chỗ đổ xăng đây các bạn. Ok các bạn, đi ra khỏi cái thị trấn này các bạn ơi. Đừng nói giận lại thị trấn khác nữa nha, hơi mệt nha. Ôi thiệt luôn kìa. Get some sleep.
tới một cái nhà nghỉ rồi bạn ơi. Rốt cuộc mày không để tên phòng mà tao vô phòng nào. Như vậy nó chết á. Nó cứ đi mở từng phòng vậy hả trời. À đây. Nó cứ đi khèo từng phòng nha bạn. Đã lỡ rồi khèo hết luôn. Bớt làm gì giống nói nha. Rồi. Hôm nay có gì ông hôi cũ luôn bạn. Mà không có gì hết, không có gì hết. Mà gì? Buồn luôn, không có nhà vệ sinh luôn. Bên này còn có gì. Tối nha ba. Ôi. Tao nghe lén cái coi. Hôm nay hả? À? Mà nó bật nhạc nó quẩy kìa bạn ơi. Mấy ngày ghê thiệt. Get some sleep nữa. Mấy mày ngủ hết ngày luôn á. Thằng này. Rồi nó bật nhạc quẩy mà sao ngủ. Tôi ngủ khi mà nó bật nhạc như vậy. Tao gõ cửa ra mở coi. Ừ đúng rồi, nên như vậy, nên như vậy. À nó bật nhạc mình không ngủ được bạn. Cú thiệt sự. Trời sáng rồi. Ôi mày đùi với tao á. Ờ à. Mày có thể tắt nhạc được không? Hai đợt hả nha. Đợt nữa là tao cầm gai là quýnh á. Rồi nó nhạc nhỏ thôi để tao ngủ. Ngủ không đế ở đâu. Tao qua tao mở tao nghe chơi coi. Ui cảnh sát. What the. Tao không có giết ai hết á. Tao chỉ là uống vài chai bia thôi.